cái bãi đây này đằng nào cũng đang sống. Bay là nhiên trời. Ủa, chó nó quằn. Ủa, chuột đẻ mạnh dữ. Chó nó xé à. Cái bãi bà tưởng ngon gì mà chưa dính kìa. Đọc trực luôn. Dây gì vậy ta? Ui, trời ơi trời ơi, cũng lúng. Yeah. Ừ. Ây. Tại ngon lắm mà chưa dính nữa. Ây da. Ây da. Ui là trời ơi, cây trời. Cây chứ đâm vô mặt luôn rồi. Mẹ nó. Rồi sức quớt nữa rồi. Thôi lại luôn. Phần đây. Ý. Trời ơi là trời. Hô mèo một chút ép. Mẹ ơi. Nguy hiểm quá. Con mèo này lưới nhợi lưới lưới 8 ly á. Cảm giác mà của Dương á, mà bãi dính hô mèo á, mình sợ nè. Cái ám ảnh, mình sợ nó phun quá. Phun cái là hơi bị đuối nha. Quất nó đi. Trời trời, hôm nay thăm thì toàn lòng không không vậy trời. Vừa tới gì cho nên thấy cái bẫy luôn. Bẫy dương đặt đơn giản. Đặt cặp máy nước luôn. Ngày hôm lẽ Đồng Nai hết trắng rồi sao trời. Ôi trời thật vô anh em ơi. Trời ơi nặng nha. Con này cách phải đám tính lạng con gì trời. Ôi con này cái nửa ký à. Trời ơi không ngựa anh em ơi. Này trống rỗng luôn. Thôi, nhức răng luôn. Bãi này đặt không có gì che rồi đúng không trời. Đây người ta thấy là người ta lụm liền cái bãi liền. Rồi, 6 bãi đạn. Không ngừa này. Hồi nãy Dương đặt. Dương đặt túi thuốc trong đó bạn, xe của Dương à. Bây giờ mình ngồi tại lỗ bắt luôn, hết lỗ nổi rồi. Người ta cứ đâm số loạn. Thôi nó phi như Hồng Kông. Người này, ê, ê. Người này người vàng. Bút mày. Người này người cái bạn ơi.
Ây da, ây da. Ôi trời, hộp này nó khó bắt. Nó táp đi. Táp mà cái miệng xình không luôn kìa. Con ngựa này mới vô luôn. Nó táp mà cái miệng xình không kìa. Trời ơi trời, 20 cái 7. 20 cái 7 mà đâu nữa 7 gì à. Nó mấy ấy, nó mới dính được con ngựa nửa ký lô rồi trời. Thôi, thầy bỏ con rắn này vô rồi mình đi qua thăm cái bãi kế tiếp bạn ơi. Cũng còn cả 10 cái gì nữa. Bãi dinh hôn trên ký 8. Khỏe gà. Rồi không có ký 8 mà có cái lồng không. Ký 8 lại cái làm thấy cái lợp bích liền, bích chích cái lợp. Cho bánh lúa gì kỳ trời. Gọn chuột nó ra đi vậy. Để đây đi. Nên cái lồng ở đây cho nó mát. Cái tình thịt lúa nè. Dương đi qua cái góc bên đó đó. Đi qua góc bên đó Dương thăm bé bên bển. Ở đây dày mà không dính kìa. Ủa dính bạn ơi. Wow dính con gì vậy trời. Nó đẻ trứng luôn á gì rồi. Ủa trời ơi trời. Thôi rồi 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 rồi. Con gì vậy, ta không ngờ gì thấy trứng luôn. Ủa trời. Ủa con không mừng người ơi. Hổ mèo cái gì mà cái màu da thấy ghê trời. Cái lập xe cua lại chứ. Thôi mà ngủ hôn ngựa thế này bộ đẻ người ta thấy anh em đồng nghiệp ở trên. Ở trên nãy giờ chín hôn ngựa. Cũng đẻ trứng. Ui hôn ngựa bạn ơi. Hôn ngựa này cũng to nè. Vô hơi lâu rồi nó đẻ trứng luôn. Trời ơi trời, hôn ngựa này ấy luôn trứng tới cũng cả ký. Trời ơi là trời bao nhiêu trứng. Trời ơi, trời ơi, chúng con ngựa đẹp không tìm vết luôn rồi nè. Trời ơi. Quá đã, bạn ơi. Trời ơi, chúng ngựa đẹp chứ trời. Này, chúng này chúng nó cành cành luôn rồi nè. Thật không? 2, 4, 6 10 trứng, 11 trứng gì bạn ơi. Rồi, chiều nay anh Vương mình ngon rồi. Trời ơi, trời, trứng nó bóng lưỡng luôn. Con ngựa này hung dữ lắm nha bạn. Người này người cái nè. Mà giờ nó đẻ nó canh chừng ổ nó. Một con rắn này là nó bắt một con này là coi như là 80 con rắn con. Ghê hồn trời. Ôi trời nó đẹp không tìm vết luôn rồi nè. Đó trứng nè. Ôi da nó hơi bị nứt rồi. Ôi trứng này cứng cậy nứt rồi bạn ơi. Chảy nước rồi kìa. Hồi nãy Dương dựng cái chân quay này Dương bắt rắn này ra giữ lại cái trứng bạn. Rồi. Ê, con này được 7 lạng. Rồi được 2 ngựa, cũng ngon lành cành đào. Trứng nữa nè. 2 4 6 8 11 trứng. 11 trứng bạn ơi.
Ôi trời đã chưa hả? Quá đã. Về mấy trứng này về giờ làm gì giờ ta? Ủa hả, ngon sướng sướng rồi. Càng hết 7 bắt đầu nó mới dính nha. Còn 5-6 cái nữa. Phê phê phê. Thôi giờ còn hình như trời không nhớ nổi nữa bạn ơi. Rồi còn 5-6 cái gì nữa. Để Dương lấy cái này bỏ vô bịch rồi mình qua thăm 6-7 cái kia hết cho hết 7 nha các bạn. Hồi nãy cái góc bên đó đó, Dương dính con hổ vịnh quý mấy năm mà Dương chưa có bắt ra được bạn ơi. Thì tại Dương thấy cái chỗ đó làm như dính bản quyền nhạc hay gì á. Thì lát Dương kiếm nha. Đây một cái nữa. Đây gần nhà người ta. Dính bà nặng nặng rồi, dính nè. Còn cái gì trời. Hổ mèo chà bá luôn. Trời. Giờ người ta tắt nhạc rồi. Cái khúc này nhà người ta không à. Bà nó đang hát karaoke giờ tắt rồi. Thì cái bẫy chỗ này là Dương dính một con rồi bạn. Dính một con hổ mèo bự rồi. Bây giờ dính thêm con nữa. Hổ mèo hết hồn rồi. Ấm nhôm. Con nóng lạnh luôn. Dính hổ mèo là hết ham rồi. Thì con hổ mèo Dương không có quay chỗ khúc bắc nha. Giờ này to. Tận ký 1, ký 2 vậy. Nặng lắm. Cách lột da. Đó. À, cái màu này là con vợ này sắp lột da. Nó đổi màu luôn, không đen thì đen không đen mà cái bằng vàng không vàng. Này không biết khi bằng màu gì nữa. Mà ký không trời. Rồi. Nè ha, da nó chắp chóc hết rồi nè. 8 lạng ký vậy. Màu trắng nhách luôn. Trắng nhách là sắp sửa lột da. Con này bắt tay cũng khó nè. À, tính dựng chân quay lên nè. Thôi ổn mà đó. Cũng không bự. Ký lô. Ký lô không được. Bỏ ra luôn em. Ui. Sắp tột ra. Mình mẩy anh em nhìn nó coi. À. Con này thì gặn ký, không được ký quá. Con làm cái màu nó trắng phiếu luôn. Con này ơi tắt sáng nha, con mắt nó giờ nó thấy được. Ấy thấy chưa? Con nó kình cờ này nó táp đó. Ê da. Ai ai, dành hung dữ vậy ta? Ok nhẹ nó bỏ vô bao rồi. Rồi. Coi, con này không được ký rồi. 8 lạng. Ok, ngon lành cành đào. Thôi, giờ bỏ con gắn này vô đi tiếp. Ngon ngon nè. Tưởng đâu thắt à, chứ ai về cũng đỡ. Với đường dệnh, ký lô cũng im. Thì cái bẫy ở trong đây á, hồi tập trước á, chết một hổ dệnh cỡ 1 ký đến ký mốt vậy nè. Cái tập này sao đây. Tập rồi là nó nằm ở ngoài này đúng rồi. Cái bẫy nó nằm trong chỗ này luôn nè. Nằm trong đây. Ôi tập này không có triệu chứng gì luôn. Chuột sống mới chết trời.
chuột ngấm. Chắc cái bãi dưới này bãi cũng đá dằn lên cho chắc. Ui bãi nhìn chuột ra đi. Thì cái bẫy ở trong đây á cũng là cái bẫy cuối cùng á. Rồi thăm xong cái bẫy này thì Dương đi ra ngoài Dương tổng kết quả là coi được bao nhiêu gắn. Tưởng thác mà ai về đâu nó cũng đỡ bạn ơi. Rồi thì họ tập cầu những chuột chết sình á, Dương tháo tao qua luôn. Có khi nào đẩy con không dẫn ký gửi nữa không trời. Không thấy hiện tượng như chân ta. Trống rỗng rồi bà. Lại dính dính. Còn chuột mạnh ghê không? Tháo bao qua đâu mạnh ghê. Chuột vẫn còn sống luôn, mình không dính nè. Rồi để Dương đi ra ngoài Dương nè. Tổng kết thành quả lại coi được bao nhiêu con cắn ai anh em. Rồi, anh em thấy dao lưng của Dương không? Toàn là đá với lại đất đỏ không. Thì Dương cũng vừa thăm hết bẫy rồi. Thì bữa nay được được một mớ nè. Đây bao nhiêu đây, con nào nãy cũng bự bự không à. Có tính ra có ba con à, ba con này tầm khoảng 2 kg. Thì mới ban đầu vô Dương thăm mưa cái đầu tiên á là nó không dính một con luôn á. Dương tính đâu là bữa nay là thất thấy cha nữa rồi chứ không ngờ nhờ mưa cái sau thì nó dính được 2 con ngựa với lại 2 con hổ mèo chứ có hổ vệ anh ký. Họ nhờ hổ vệ anh ký là cũng im nha bạn. Thì nhờ con cái đờ chiều nay mình về mình có mồi mình ăn luôn là được 11 chiến gắn hổ ngựa. Chiến gắn hổ ngựa thì Dương bỏ lên xe rồi ấy lại quay này nó bắt tiện quá thì 11 chiến đó chiều nay về mình luộc xả mình dứt luôn. Chiến gắn ăn ngon lắm bạn ơi. Thì bữa nay được 3 con 20 cái, nói chung là cái này là tầm trung thôi chứ nếu mà nói gọi gì chúng thì nó không trúng đâu. 3 con chung bữa nay cũng có chút đỉnh lúa chung cũng mừng cũng đỡ khổ. Thì Dương cũng không biết nói gì hơn ngoài từ cảm ơn ha, cảm ơn anh em đã bỏ chút thời gian quý báu của mình ra xem hết clip của Dương ha. Thì bây giờ cho Dương nói lời tạm biệt và hẹn anh em vào những video kế tiếp nha anh em. Bye bye. Ai da mà quên nữa, anh em xem video nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Dương ha. Thì cho Dương gửi lời cảm ơn trước nha anh em. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye nha.